Xin chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Huy The Picard. Hôm nay thì Huy The Picard sẽ làm video về Vlog và những chủ đề sẽ gọi là xoay quanh về cuộc sống hàng ngày của Picard thôi. Thì anh em để biết cuộc sống của Picard mỗi ngày như thế nào thì hãy follow và xem video sau nha. Như thế nào nhé? Thì anh em biết bây giờ là chính xác là để tôi sẽ chỉ cho anh xem là 6 giờ kém. Bây giờ là 6 giờ kém sáng, bình thường tôi dậy sớm lắm, tầm 4 giờ tôi đã dậy rồi. Ok hả? Đây tôi sẽ quay trước cảnh cận cảnh cái nhà của tôi như thế nào cho anh em xem nha. Đây, cái nhà của tôi nó sẽ như thế này. Và buổi sáng thì đa số là tôi sẽ bán đồ ăn sáng nha mọi người. Đây, bún bò viên này nọ. Buổi tối thì đa số là tôi sẽ bán nguyên một đồ ăn vặt. Đó, mọi người thấy được. Đây chính xác là cái nhà của tôi nè. So nice luôn. Đó, ăn sáng rồi. Đây, để anh em xem phía trên đây quán của tôi hiện luôn. Rồi. Bây giờ thì bắt đầu tôi sẽ mang đồ vào và chuẩn bị đi chợ nha. Ha. Đây, khỏi chơi lâu nữa thì let's go. Rồi, giờ trời còn 6 giờ kém, bình thường đi giờ này khá lạnh. Đó là sao tôi phải cần mặc một cái áo len. Đây, đây mình thấy áo len. Đồ thì đơn giản là mặc đồ áo ba lỗ của mình. Đùi rồi, tôi mặc đơn giản lắm nha. Đơn càng đơn giản thì mình sống càng tốt. Chứ nó phức tạp quá thì nó khó sống. Phức tạp quá khó sống ha. Rồi, tôi mặc áo vào đây. Ok. Hả? Trứng có 300. 300 thôi, còn 400 là 7 cái này kia tới 500 nữa. Đại ngàn 2 đủ bé. Ok, thì tôi đã kiểm tra là một lần nữa danh sách đi chợ đây đủ rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ không phải chờ lâu nữa, làm còn thì bây giờ đi chợ cùng với Huy The Picard thôi nè. Bây giờ chắc cũng tầm gần 6 giờ sáng rồi. Thì chắc là mọi người cũng đã thức dậy rồi và một ngày mới thì chắc cũng gần bắt đầu rồi đó hả. Ở đây tôi khá là thích một cái là tại vì khu này nó là ngay gần chung cư Nguyễn Tự. Đồ ăn khá là nhiều nha mọi người, đồ ăn thật sự rất là nhiều luôn. Anh em còn thấy được là mình có thể có hồi tí nữa tôi sẽ quay cái cảnh đồ ăn ở đây và khu đồ ăn này chính xác sẽ như thế này cho anh em xem. Rồi, giờ tôi bắt đầu chạy. Bắt đầu, đó. Rồi, trước khi đó tôi sẽ cho anh xem sơ cái bảng này. Đây cái bảng nhà tôi đây. Thế nữa tôi sẽ quay cận cảnh cho anh em sau đi ha. Giờ thì mình đi chợ trước dưới sau. Rồi, ấy giờ. Đây, một cái chỗ đó vừa có tiền ham mua. Ai đã xin cảnh xin xem cái khu của mình sáng sớm được vào ngày Sài Gòn như thế nào không? Rất là tốt, không gì. Đó. Nhà cửa này thấy chưa? Nằm ở đây có những anh em thì rất là xinh tươi. Oh my god. Ui, anh em người điều nghe qua thấy không? Gái khá là xinh luôn á, ở bùi viện anh em. Lần tiên trong đời. Thôi, tập trung vào chuyên môn lại, chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục đi chợ đi. Tập trung vào chuyên môn này. Đây, đây là chuẩn bị nhất nè. Ô, anh em thấy cái chợ chưa? Ui, xong rồi. Ở đây khá là nhộn nhịp. Ok, thì bây giờ tôi đã tới chỗ mua rau đây anh em đã thấy trên sơ đây. Đây, chỗ mua rau của tôi đây. Thì mình sẽ đi chợ như bình thường. Chị ơi, lấy 10 rau xà lách đi chị ơi. Bình thường thôi. Mua đồ bình thường thì tôi sẽ đi thôi. Cứ đi bây giờ ngoài. Chị lấy 10 rau xà lách nha. Xà lách, 10 xà lách. 10 xà lách. Chị bán hàng khá là dễ thương như mọi người. Đây, mọi người có thể thấy được chính xác là quan cảnh khu chợ như thế nào. Ok ha. Tôi thứ đi sẽ chỉ cho anh em cái chỗ bán nó sẽ là này giúp sẽ hướng nói chung dễ sĩ đây chợ bán khá là rẻ nha mọi người. Đây tới chỗ đây. Ok. Có 5 nghìn. Rồi, cảm ơn chị. À, tại bình thường em đi sớm lắm mà giờ hôm nay em ngủ quên. Hôm nay em ngủ quên em đi hơi trễ một chút. Rồi, cảm ơn chị ạ. Thường thì mình thấy được tôi đi chợ thì mấy cô khá là tốt. Mấy cô nói chung là khá thích tôi đi chợ luôn.
tại vì tôi đi chợ tôi không ít khi trả giá lắm, nói chung là mình đi thì có sao mình bán như vậy thôi hả. Rồi hôm nay tôi đi mua bị thiếu mất đồ, giờ thì phải đi mua lại, mua rau lại. Anh em buổi sáng đã thấy tôi hơi lờ đồ một chút, tại vì anh em nhìn thấy quần thâm này, tôi suốt ngày tôi làm biết một ngày tôi ngủ là tầm chỉ từ của em bao nhiêu tiền vậy? 15.000 ha. Rồi em gần đấy được thì trả tiền. Thường em thấy đó là tôi khá là lờ đờ, tại vì anh em có thấy nguồn thăm ở đây này. Ngày tôi tính đâu là tuần vừa rồi tôi nghỉ một ngày, tôi ngủ một ngày chỉ tầm khoảng từ 3 đến 4 tiếng thôi một ngày. Cái đó hiệu suất nhiều nhất tôi ngủ một ngày rồi. Ok, tôi sẽ đi qua bên này rồi tôi mua xoài. 200.000 xoài người đẹp ơi, 200.000 xoài nha. Rồi đây, kéo vào bên này. Kéo vào bên này, cua cúc vào miền Bắc. Lấy em hai bịch dầu ăn. Rồi hai bịch dầu ăn. 40 nốt nấu súp phở. Rồi. Hết rồi. Lấy em 300 cúc với lại 1 cái rưỡi bơ. Rồi. Rồi. Ok, tới đây. Đây, quay bên này. Em thấy được rồi hả? Lấy 200 lấy còn 200 thịt xay đi. 200 thịt xay nha. Đây là có quầy chuyên gieo ở thịt vào buổi sáng cho tôi. 200 thịt xay. Bao nhiêu tiền vậy? Rồi móc bên đây, móc bên đây mẹ mày. 340 anh. Rồi 340. Rồi tôi sẽ đưa tiền. 500. Tiền thì kiếm thì khó mà xài thì rất là dễ nha. Rồi bây giờ tôi sẽ đợi người ta thối tiền cho mình rồi tôi sẽ về thôi. Rồi. Rồi. 240 tới 260. Cảm ơn em đã xem video của Huy The Pickup. Anh em mà thích thì hãy comment ở phía dưới, like và follow kênh của tôi. And don't forget it. Thank you.